Thưa quý vị và các bạn, đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhưng gần một tháng nay, người dân thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử không có nước sạch để sử dụng. Dưới cái nắng như đổ lửa, hàng ngày bà Nguyễn Thị Bích ở thôn Long Cầu vẫn phải ra ao lấy nước về phục vụ sinh hoạt của gia đình. Toàn bộ các thau chậu trong nhà cũng được đem ra để chứa nước. Bà Bích cho biết, từ ngày 20 tháng 6 đến nay, hệ thống cung cấp nước sạch cho gia đình bà đã hoàn toàn không hoạt động. Chỉ mấy ngày sau đó, bể nước dự trữ và bể nước mưa trong nhà cũng cạn kiệt. Mỗi ngày bà phải mất 7 lần đi lấy nước mới tạm đủ dùng cho những sinh hoạt tối thiểu của gia đình. Cây cối trong vườn không có nước tưới. Cái chất lượng nước ngoài ao này thì quá bẩn, không có thì phải dùng thôi. Biết làm như nào. Tôi cứ chở 7 cái thùng xô này, gọi là tối thiểu đây. Còn đi tắm thì tắm nhờ nhà em dai, giáp với thôn Đoàn Đào. Thôn Long Cầu có hơn 400 hộ dân, trong đó đã có 98% hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch của nhà máy nước sạch Phù Tiên đặt tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ. Sau 2 năm sử dụng nước sạch, nhiều hệ thống giếng khoan, bể lọc và máy bơm nước của các hộ dân đã bị hỏng hoặc bị phá bỏ. Vì vậy, khi mất nước, các hộ dân không còn nguồn nước nào khác để dùng. Giải pháp bơm nước ao lên, lọc qua để sử dụng được nhiều gia đình trong thôn lựa chọn. Việc thiếu nước giữa mùa nắng nóng khiến cuộc sống của người dân trong thôn hoàn toàn bị đảo lộn. Giờ hai bà già sáng ra dậy là phải đi lắp máy bơm, bơm nhờ cái ao hàng xóm. Đến bây giờ chỉ có khoảng 20-30 hộ giáp với các cái thôn Đoàn Đào và Đồng Minh thì có nước về ban đêm. Thế còn ban ngày không có. Thế còn hầu hết là khoảng 90% hộ dân là hiện nay là không có nước. Cho nên là hàng ngày nhân dân rất bức xúc, ý kiến nghị rất nhiều. Chúng tôi tiếp xúc cử tri với hội đồng nhân xã, hội đồng nhân dân huyện. Thậm chí chúng tôi đã gọi điện trực tiếp đến công ty để về kiểm tra nhưng cũng không có chuyển biến. Chúng tôi cũng đã đôn đốc rất nhiều lần rồi. Điện thoại trực tiếp rồi đồng chí chủ tịch cũng đã có ý kiến rất nhiều, đề nghị là công ty cấp nước cung cấp đầy đủ. Thế nhưng mà đến giờ thì vẫn chưa khắc phục được. Hiện nay toàn bộ hệ thống nước ao của thôn Long Cầu đã bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt và chăn nuôi. Việc sử dụng nguồn nước này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, chưa kể rất nhiều khó khăn và bất tiện trong điều kiện thời tiết hiện nay. Đề nghị các cơ quan chức năng và nhà máy nước sạch Phù Tiên sớm khắc phục tình trạng này cho người dân.